Xin chào tất cả các bạn. Thì trong xã hội ngày nay, khi mà nhu cầu ăn, ở, mặc và trình độ nhận thức thẩm mỹ ngày càng cao, thì nghề thiết kế thời trang đang được xem như một trong những nghề thời thượng được rất là nhiều bạn trẻ chọn lựa. Lý do thì cũng chính bởi sự hấp dẫn của nó với tính năng động và khả năng sáng tạo tối đa trong thiết kế thời trang, và cũng là ngành học không bao giờ lỗi mốt. Và thiết kế thời trang thì được xem như là một môn nghệ thuật ứng dụng, đòi hỏi nhà thiết kế phải có tài năng và óc sáng tạo không ngưng. Cái sáng tạo thì không chỉ đơn thuần là về kiểu dáng trang phục, mà còn bao gồm các phụ kiện thời trang như thế nào để cho phù hợp với nền văn minh xã hội và thời đại. Tuy nhiên thì khái niệm về nghề thiết kế thời trang được hiểu khá là rộng. Người thiết kế thì có thể là người trực tiếp đứng ra thiết kế, hoặc cũng có thể là người quản lý một đội ngũ thiết kế ở một công ty thời trang, hay là tự gây dựng nên một thương hiệu riêng của mình. Và đây là ngành học phù hợp với các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật thời trang và có năng khiếu trong những lĩnh vực này. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Bảo Trâm xin giới thiệu tổng quan đến với các bạn 8 trường hàng đầu tại Mỹ về nghề thiết kế thời trang nhé. Thì thứ nhất đó chính là trường Bryson The New School for Design. Thì các sinh viên tốt nghiệp từ trường thì đều được làm việc ở các công ty tốt. Trường đã xuất sắc đào tạo nên những nhà thiết kế ưu tú như là Donald Karan, Marc Jacobs, Tom Ford, Alexander Wang hay là Anna Sui. Và trường thì chuyên đào tạo về thiết kế thời trang, tiếp thị thời trang và luôn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội thực tập tại thành phố New York, một trong những kinh đô thời trang lớn nhất trên thế giới. Và thứ hai đó chính là trường Fashion Institute of Design and Merchandising, hay còn gọi tắt là FIDM. Thì tọa lạc tại Los Angeles thì FIDM là một trường nghệ thuật chuyên về thời trang, đồ họa, thiết kế nội thất và giải trí với nhiều chương trình đào tạo riêng cho từng cái ngành học. Và các nhà thiết kế thì trong tương lai có thể chọn cái ngành truyền thông thị giác hay là thiết kế thời trang. Còn các nhà tạo mẫu trang phục tiềm năng thì có thể chọn cái chuyên ngành về thiết kế trang phục sân khấu và thiết kế trang phục phim hay là truyền hình. Và thứ ba đó chính là trường Savannah College of Art and Design, thì gọi tắt đó là SCAD. Thì là một trong những trường thời trang lớn nhất ở trên thế giới. Thì SCAD đào tạo chuyên về thời trang, thiết kế phụ kiện, tiếp thị và quản lý thời trang và các ngành thứ yếu về thời trang nam. Thì gần đây thì SCAD còn hợp tác với lại ELLE để giới thiệu các tác phẩm của những sinh viên xuất sắc của trường ở tại tuần lễ thời trang New York. Và thứ tư đó chính là trường Fashion Institute of Technology, hay còn viết tắt là FIT. Thì FIT có đào tạo cái chương trình đại cương, đồng thời thì rất chú trọng đến việc thực tập và truyền đạt các kinh nghiệm thực tế cho sinh viên. Thì trường hiện đào tạo hơn 43 ngành, bao gồm là thiết kế mẫu vải và trang sức, thì nhằm đào tạo cho sinh viên có cơ hội để học hỏi về nhiều khía cạnh khác nhau của thế giới thời trang. Và các bạn sinh viên của trường thì được thực tập tại các công ty thời trang danh tiếng như là Calvin Klein, Coach, Gucci, Mattel, Tiffany hay là Vogue. Và trường đã đào tạo rất là nhiều sinh viên xuất sắc và đáng chú ý, nhất là Michael Kors, Carolina Herrera. Và thứ năm đó chính là trường New York University, hay còn gọi tắt đó là NYU. Thì với các nhà báo và biên tập thời trang tiềm năng thì NYU chính là nơi hấp dẫn khó cưỡng. Chương trình đào tạo chuyên ngành báo chí được đánh giá cao và các sinh viên với phong cách thời trang cuốn hút lý giải cho sự hấp dẫn khó cưỡng này. Và ngoài ra thì các bạn sinh viên còn có thể tận dụng lợi thế là được học tập ở kinh đô thời trang của thế giới. Chưa kể đến các trung tâm truyền thông lớn nhất ở Mỹ thì đều tập trung ở đây để có thể xin thực tập tại các trang web và những tạp chí thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất. Và thứ sáu đó chính là trường Academy of Art University. Thì trường tọa lạc tại San Francisco, tự hào là trường chuyên đào tạo các ngành thiết kế thời trang phục đan, thiết kế mẫu vải và báo chí thời trang, cũng như là tiếp thị và thương mại thời trang. Thì đây là một trong những trường hàng đầu về thiết kế thời trang của Mỹ và cũng là một trong những chương trình diễn ra các tác phẩm của sinh viên trường trong tuần lễ thời trang New York. Các bạn sinh viên có thể lựa chọn hình thức học từ xa hay là học tại trung tâm cơ sở chính là ở San Francisco. Và thứ bảy đó chính là trường Pratt Institute. Thì Pratt Institute tọa lạc tại Brooklyn, thu hút nhiều hippie và các sinh viên với phong cách nghệ sĩ. Với văn bằng cử nhân về thiết kế thời trang, các bạn sinh viên có thể kết hợp tham gia các lớp học về thời trang như là thiết kế trang sức, thiết kế in ứng và nhiếp ảnh. Thêm vào đó thì trường nằm ở gần Manhattan, điều này thì có nghĩa các bạn sinh viên có rất là nhiều cơ hội thực tập trong suốt cả năm học của mình. Và nhà thiết kế nổi tiếng Patsy Johnson là cựu sinh viên của trường này. Và thứ 8 đó chính là trường School of the Art Institute of Chicago, hay còn gọi tắt là SAIC. Thì đây là trường nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng với chương trình đào tạo về thiết kế thời trang đẳng cấp trên thế giới. Và hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Cynthia Rorey và Hudson đã từng học tại đây. Và các sinh viên tốt nghiệp tại trường đã được nhận vào làm cho các hãng thời trang danh tiếng như là Anna Sui,
Calvin Klein, Tiffany Kim hay là Betsy Johnson, Triple Fry Sao và Merchino, và còn rất là nhiều những thông tin khác liên quan đến tầng trường. Các bạn cũng có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.